Thưa quý vị, trước mắt chúng ta là hai hiện tượng mạng. Xin được giới thiệu Đạt Ca và Hồ Phi Nam. Mấy cái bài của tụi em á, nghe cái là thấy Tết liền á. Nãy giờ Khai Tiên nghe thích lắm luôn. Em nhảy liên tục luôn, không biết mọi người có thấy không? Em với chị Tiên là nhảy, nhảy đứt sung luôn nha. Dạ. Hai bài này đã làm được ra một cái trend, bởi vì rất nhiều người cover nè, rồi cover dance nè. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm mà liên quan đến hai cái ca khúc này là đều trở thành thịnh hành trên YouTube và TikTok nữa. Yeah, riêng bài Hạ Còn Vương Nắng của Đạt Ca là đã đem về 1,3 triệu UGC. UGC là User Generated Content, là những cái nội dung do những cái người sáng tạo ra ở trên nền tảng TikTok. Và cả cái bài Rồi Tới Luôn là cái gì liên quan đến nó lên top thịnh hành luôn. Wow. Tôi mà còn thuộc mà. Đúng rồi. Ngày mình bên nhau như cái gì mình đứt tùm lum. Em nghĩ nguyên cái mùa Tết là chỉ có nghe hai bài của hai anh thôi đó. Cho anh hỏi là em có ảnh hưởng gì nhạc Thái Lan hay Ấn Độ gì không, sao ra được cái giai điệu nó vui dữ vậy cưng? Dạ em cũng nghe nhiều nhạc Thái với nhạc Cam nhiều. Ủa biết luôn hả? Anh xin hỏi là em có like gì người Thái người Cam không? Thấy em có da ngâm ngâm. Dạ không à. Là em là người miền Tây thôi đúng không? Dạ, em thích cái gu đó nên em biến mình như thế. Ok. Anh nghe ở trên mạng nhiều người gọi em là Nồ hả? Ở nhà gọi em là Nan. Mà em không biết cái cách đó là gọi là chính xác hay là không. Cái từ Nan á, theo kiến thức của anh biết là khi mình đến quán Ấn Độ á, mấy cái miếng mà mình ăn chung à, với bánh lại mì á, hả? Ở bánh mì Nan á, thì đó là phải đó không? Dạ không, cha em nói là đặt theo tiếng Pháp á. Wow, wow, come on. Cái vụ này hơi ngạc nhiên nè. Nan là tiếng Pháp hả? Dạ là final á, là kết thúc, con út. Ồ, oh, final là kết thúc. Tiếng Anh là final, tiếng Pháp là final. Là kết thúc có nghĩa là tới em là không muốn ra đứa nào nữa. Dạ, mà chém. 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 Em thứ mấy? Em Út ơi. Anh biết là Út mà số mấy? Số 3. Ủa có 3 đứa anh tưởng nhiều lắm chứ. 2 đứa à, thứ 3. Anh hai là thứ 2, đâu có thằng thứ nhất đâu. Đâu có thằng thứ nhất đâu. Sao mà? Ủa là anh là anh 3 hả? Dạ thưa quý vị, người Việt mình tính anh 2 là anh cả à. Rồi anh 3 là người thứ 2, có nghĩa là gia đình có 2 đứa thôi à. Mà đã final rồi. Là giống nhà em. Dạ, mẹ anh là thứ 7, gia đình anh là tới nếu mà ngồi về bên ngoại là 11 mới final nha em nha. Dạ. Bên nội cũng là thứ 9 người mới final nha. Dạ. Ok. Còn em trai, nãy giờ thấy ở trên sân khấu thì rất là sung nha. Còn đây nó hiền khô à. Hồi hộp lắm luôn á anh. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 21. 21. Sao nãy giờ run dữ vậy cưng? Dạ tại vì anh Thành là một tượng đài với em. Ôi trời ơi. Thần tượng. Lúc còn rất là nhỏ, em rất là mê hài kịch. Nên là em cũng vô trong trường dựng mấy cái miếng hài rồi xong lấy miếng hài của anh Thành. Nên là em hơi... Thi thường quá, thi thường. Mà tượng đài bây giờ lại còn thuộc bài hát của mình nữa chứ. Tại sao mê hài mà đi hát? Dạ, tại vì hát nó cũng là một phần cảm xúc lúc mà con đi làm. Em nha, chứ mấy con nha. Con là hết thương nhau liền đó. Em, nói cho tình cảm vô nè. Dạ em. Dạ em. Đó, 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 nó lòi cốt ra liền. Máu hài trong người. Dạ, lúc mà đi làm thì nó bị cô đơn á. Cô đơn hả? Làm gì mà cô đơn? Không, kiểu làm ở trong công trình thì... Ủa gì, có công trình nữa hả? Là xưa đi làm cái gì? Dạ, xưa em đi làm công nhân. Amazing! Em làm công việc gì? Vác mấy cái bao xi măng với cả vác gạch lên cho thợ xây. Quý vị thấy không? Một bước chuyển ngoạn mục nhá. Rõ ràng chúng ta đừng nói với nhau điểm xuất phát là gì. Chỉ cần mình theo đuổi cái ước mơ và cái bản năng của mình. Everything's possible. Yeah. Rồi làm sao để em bắt đầu những cái viên gạch đầu tiên để có được cái thành công như ngày hôm nay?
Trước chỉ mê hát thôi, mà lúc còn nhỏ thì hay chạy trên đường xong nghe mấy cái bài của những anh chị ca sĩ á, cái em hay kiểu chế lời rồi sau đó đi làm. Những người ở trong công trình thì thường lớn tuổi hơn mình không có tâm sự được. Đúng nên rồi. Em tâm sự với cái vách tường. Rồi em hát cho vách tường nghe rồi xong em tự nghe lại vách tường nó nói là mày hát hay hay dở. Wow, vách tường nói chuyện với em được luôn. Ít nhất là nó biết giữ bí mật cho mình. Dạ. Rồi sau đó về em cũng tập tành chơi nhạc cụ. Đầu tiên chơi guitar thì cũng muốn trải lòng mình bằng một bài nhạc. Từ bài đầu tiên cái được mọi người chú ý và em tiếp tục theo đuổi nó. Nhưng mà ước mơ lớn nhất của em vẫn là một nghệ sĩ hài. Trời ơi. Yeah, tại sao không nhờ, đúng không? Nói chung là cuộc đời này nó sẽ có rất là nhiều những cái ngã rẽ mà mình không biết trước được. Ngày xưa anh Thành cũng bắt đầu đi làm diễn viên, xong rồi cái mình cũng vô tình mình thi MC mình đậu rồi mới được chú ý, sau đó rồi mới dòng lại làm diễn viên hài. Thì biết đâu em cũng sẽ như vậy, mọi thứ nó có thể tồn tại song song mà cái nào nó cũng bổ trợ cho cái còn lại hết. Dạ. Lúc mà bạn trình diễn thì em thấy bạn rất là tự tin, nên là em nghĩ là sau này chắc chắn bạn sẽ có cơ hội đến với ngành diễn viên. Mà quan trọng là cái mặt nó có duyên. Đúng rồi, duyên, mặt rất là duyên lắm. Mặt đẹp trai, được, hợp ngại quá, cần chú được. Anh Thành trẻ. Ngại quá, cần chú được. Anh đừng, anh Thành nói em ngại ngại. Anh Thành nói em ngại ngại quá. Thành đẹp trai quá, em bị run. Cái thằng anh cho em rờ anh cái. Mình ngồi đây mình ngăn cản quá chị, thôi mình đi chỗ. Hả? Hai đứa ngồi đây đi, không sao đâu, hai đứa đẹp. Nan. Nan. Dạ. Sắp ra bài mới chưa? Dạ em sắp ra. Sắp ra phong. Dạ. Theo style gì nè? Cam. Cam luôn phải không? Ê, chờ đợi nha, chờ đợi nha. Nhá thử cái giai điệu coi nè. Vậy thôi. La 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 la. Để em soạn coi cái nào cái. Soạn ra đi, em soạn đi. Đang soạn. Cái ông này cũng nhiều chiều lắm, không giỡn đâu, suy nghĩ mà quắn đầu luôn kìa. Thập tho từ từ rồi quanh tay thứ ba má đi anh đưa em về. Em đâu có biết gì mà nổi ra. Im lặng từ đó thôi. Chưa có. Từ đó thôi, từ đó thôi nó mới ngày thường nhớ, đừng nói nữa. Xuất sắc. Hay quá, cái giọng bạn này đại có ấy. Một cái giai điệu mà tôi dùng từ là giai điệu uẩn ức đó nha. Nó có một cái gì đó, chất chứa cái gì ở trong đó, cái đường nó khó đi lắm. Ôi, cũng trách móc dữ lắm. Trách móc cuộc đời dữ lắm. Hầu như về vấn đề lấy vợ. Ừ đúng rồi, có vợ chưa mà sao nói gì vấn đề lấy vợ không vậy? Dạ chưa có vợ. Đó lý thèm do. Thèm chị hát hoài luôn. Thèm vợ hay là đang giận ai đó mà nói ra vậy? Con không có thèm vợ gì. Con không có thèm vợ gì. Con không có thèm vợ gì. Tại vì cái niềm vui đám cưới là cái niềm vui nhất. Mà em thấy cái gì vui nhất thì em cũng vui theo. Em làm thôi. Đúng rồi, đám cưới là cái đoạn vui, cái đoạn sau đêm đám cưới nó mới buồn lại. Mà em thích một điều ở cái lời bài hát của anh này viết đó là thịt kho rau muống nè. Rồi thiếu em như thiếu cái thứ gì á, kiểu nó rất là đời. Đạt ca sắp ra bài mới chưa? Dạ, nó sẽ làm những cái gì đó ấp ủ nhưng mà em không biết, em làm việc nó không có kế hoạch sẵn. Ừ đúng rồi, ý là anh chị hỏi là sắp có chưa thôi. Nhiều lắm, muốn ra là ra. Thấy chưa? Đúng trời là đời cho anh này. Đây là những cái gọi là bản năng nè. Quý vị ơi, không bao giờ chúng ta có cái năng lượng như lúc trẻ. Ngày xưa tôi cũng vậy đó, vay chảnh chứ người ta đi diễn hài người ta mệt muốn chết. Tôi nói tôi muốn ra là ra, nhưng cuộc sống nó đẩy đưa các bạn ơi. Rồi đến một cái tuổi nào đó mình sẽ tự nhiên bị khựng lại tất cả những cái luồng cảm xúc này. Cho nên bảo toàn nó, lưu giữ nó lại. Tại vì những cái cảm xúc này không bao giờ các bạn tìm lại được những ngày sau này nữa. Các bạn cứ giữ nó đi, nó là kho tàng của mình đó. Bản năng và thời thanh xuân là những gì tiền bạc không mua lại được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về khởi nghiệp của hai anh chàng rất là đáng yêu, đó là Đạt Ca và Hồ Phi Nan. Hy vọng là hai bạn sẽ tiếp tục chinh phục được những cái đỉnh cao mới và chúc cho hai bạn sẽ đạt được những gì mà mình mong muốn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì cái phần bản năng trẻ cũng xin được khép lại và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.